đây là các loại bàn trải tiền, có chia thành kích cỡ hai loại: bàn trải tiền nhỏ, bàn trải tiền to. Và những cái đầu này gọi là đầu bàn trải, những đầu này là đầu lăn, lăn đồng láng, lăn đồng gai. Đầu tiên là bàn trải tiền nhỏ, thì những cái loại nhỏ như này á, thì bàn trải tiền nhỏ này mình sẽ trà trên các vùng mặt, là dùng cho các loại bàn trải tiền nhỏ. Mình sẽ trà sát trên vùng mặt và cái kích thước của nó là dài khoảng 10,5 cm, nặng 16 g, chất liệu là nhựa cao cấp và bằng đồng. Thì mình trà sát trên vùng mặt, nó sẽ kích thích máu huyết lưu thông, làm đẹp da mặt, làm nóng người, thuộc dương. Thì mình trà trên da mặt như nào, các bạn trà như này đó. Mình rửa mặt thật sạch, sau đó mình có thể bôi một ít kem dầu dừa. Còn nếu mà da mình không cần thiết thì mình trà khắp mặt như này mà không cần bôi kem. Trà của mình có thể trà lên xuống hoặc là trà xoay tròn như này khắp da mặt. Đấy, nó sẽ làm đẹp da mặt và nó sẽ làm ấm người đó. Rồi còn cái đầu này mình có thể lan khắp da mặt được để hạ sốt, hạ huyết áp đó. Thì đây là bàn trải tiền nhỏ, đây là bàn trải tiền lan đồng láng nhỏ. Đấy, thì mình tùy nhu cầu mình có thể trang bị một thứ hay là một loại hai đầu này thì nó tiện dụng hơn. Tiếp theo cái loại to này, to này, cái loại này là bàn trải tiền lớn, nó chỉ có một đầu thôi. Thì kích thước của nó dài khoảng 12 cm, nặng 44 g, chất liệu là nhựa cao cấp và đinh trải inox. Công dụng là mình sẽ trà sát trên đầu, kích thích tuần hoàn máu trên não, dùng trong các bệnh di chứng tai biến mạch máu não, làm đẹp da, làm mọc tóc, làm nóng ấm cơ thể rất nhanh, giúp thoải mái đầu óc. Tức là những cái nhỏ như này thì mình dùng trên mặt, cái to này mình sẽ dùng trên đầu. Mình sẽ trải theo chiều tóc, theo da đầu, hoặc là mình có thể trà trên cái vùng, khắp trên cái vùng mà mình bị đau, ví dụ đau dạ dày chẳng hạn. Đấy, trải khắp bụng cũng có tác dụng là làm giảm béo, giảm mỡ. Trà như này, đau đầu gối, tóm lại là đau ở chỗ nào mình có thể trải ở chỗ đó. Còn cái đầu nạ, đầu láng này có tác dụng là âm này, làm mát này, là hạ sốt này, hạ huyết áp cao. Đấy, những người bị táo bón là cũng hay thích hợp là dùng cái này. Và cái đầu này mình có thể lăn khắp trên mặt nữa, nó làm cho mịn da nữa đó. Còn cái đầu gai này cũng có tác dụng làm mát, làm hạ sốt, hạ huyết áp. Tuy nhiên nó có đầu gai này, nó có tác dụng giảm đau rất là tốt đó. Mình tác động thì nó làm khí huyết lưu thông. Mình lăn mỗi tại một vị trí đó khoảng 30-60 tiếng đếm, cứ đau lúc nào lăn lúc đó. Hoặc là mình làm ngày 3 lần. Thì các cái dụng cụ này rất thích hợp cho các tiệm spa, massage, làm đẹp da. Rồi, chúc các bạn thành công.